Ngày xưa có một người trên thành phố, cái cô này cũng giàu lắm, gặp Nhật Đức nói: con thấy thầy nuôi các cụ già, con thấy quý quá. Bây giờ thầy lấy số điện thoại của con đi, bất cứ cái gì chùa cần là thầy gọi cho con. Nhật Đức nói một câu, câu này Nhật Đức không quen. Nó thẳng luôn, không quen câu này. Tất cả những con người nói câu này, thời gian mất tiêu, không ai tồn tại chứ. Chờ cô chắc ở đây đói meo quá. Thôi tin Phật, nương dựa vào cái núi lớn A-di-đà-phật. Bữa thẳng luôn, khỏi cần phương tiện gì, bữa một phát một chạy mắt dép luôn. Khỏi nói vòng vo làm chi mất công mệt. Không, đây là nói thẳng luôn, thiệt luôn á. Từng gặp những người như vậy rồi, bữa thẳng. Cô muốn cúng nhiều cúng đại đi, cúng còn kêu thầy kêu nữa, mệt ghê. Ai mà mở miệng dễ được cái điều đó trời. Cái người quen cái làm việc đó thì còn mở miệng được, còn cái người ta không quen làm việc đó, người ta ngoài đời nói cái chuyện dù là ăn chơi thì ăn chơi, chứ cũng tay làm hàm nhai, mượn tiền thì trả tiền, chứ nói cái chuyện mà chưa bao giờ cái chuyện mà mình đi xè tay xin tiền người khác. Ai mà cho tiền tôi mà cho bằng một cái cách mà không có đúng đắn tôi còn không nhận á mà. Ngoài đời tôi hư hư chứ cái gì, rõ ràng cái vụ đó nghe, uy tín con người phải có một chút, hiểu không? Chứ không chỉ cái chuyện mà đi tu mà dễ xin tiền người ta quá chợ, đâu có làm được việc này. Mình không phải cái ngã gì, cái này là cần của một con người đó. Ai mà đi tu mà giờ xè tay nhận tiền chứ quen hả? Đừng có tập gì, nên nuôi chú tiểu nhỏ, đừng bao giờ cho nhận tiền. Dạy cho nó có một cái bản lãnh của một con người, chứ đừng bao giờ con nít mà đi cho nhận tiền, sau này nó quen đi xin người ta dễ, xè tay lấy dễ. Con người mà không có cái giá trị đó thì quý vị coi con người đó còn tu gì nữa không? Người mà giờ xè tay nhận tiền đồ thoải mái không ngại ngùng gì. Mình không có công sao nhận quả được? Không có công sao nhận? Đó, nên từ nơi đó, ví dụ Nhân Đức chia sẻ Phật pháp xong mới bị lên đây bị đưa tiền Nhân Đức. Nhân Đức nó không thích cái chuyện như vậy rồi đó, không có chịu như vậy. Muốn cúng cái gì thì gặp ở đâu, chứ không có tiền đó không có gặp ngay chỗ này. Người ta vừa nói cái công đó là cái gì, cái công của Phật, giảng pháp của Phật, bây giờ vừa nói xong cầm tiền này để đây, không được, không thể nào nhận như vậy được. Muốn cúng bỏ thùng Tam Bảo đi là xong. Nên bao nhiêu năm nay có đói không? Vẫn không có đói, không có đói mà nó còn dư nữa chứ, có đói đâu. Mùa dịch mà còn dư ác thẳng, không có tiền xây chùa, chứ không dư sao tiền đâu xây chùa, đúng không? Dịch thì dịch, dư dư nó, nên nó dư người ta vẫn cúng, người ta vẫn thích cúng cho người dư, tại vì dư là ông có phước, cúng cho người có phước hơn. Cái nguyên lý của người ta là ông quá khổ là ông có phước, không có phước thì tôi cho, tại vì ông có phước ông nghèo quá cho, còn ông có phước dày quá là cúng, tại có phước mới cúng, hiểu không? Nên từ nơi đó cái nguyên lý này rất sâu sắc. Cư sĩ hay xuất gia nên nhìn nhận cho sâu sắc. Nếu chân thật mà tin Phật A Di Đà thì tuyệt quá, đặc biệt vô cùng. Trời ơi, tại sao những đức lên mà nói chuyện thao thao bất tuyệt? Tất cả những cái việc làm của mình thôi cũng nói đủ rồi, cái việc làm của hàng ngày thôi nói cũng đủ, dư vốn luôn để nói luôn. Nên quý vị phải nghe được cái gì, cái phương pháp tu á, cái nhắc lại cái gì, ở nhà tu được á, ở nhà tu được là chính, về chùa tu được là phụ. Tất cả con người ta nghe Phật pháp đều đúng một câu vô cùng là đau lòng: về chùa tu được là chính, về nhà mà tu được là phụ. Tầm 7, ở nhà nhiều hay ở chùa nhiều? Còn nếu người đi vô chùa thì ở chùa tu được là chính, đi ra ngoài tu được là phụ. Còn người ở ngoài đời vô đây tu là ở nhà tu được là chính, vô chùa tu được là phụ. Nó phải đổi ngược lại. Như vậy thì Phật pháp thịnh. Những đức chỉ quý vị mà tu ở nhà được thì quý vị sẽ không bị mai một Phật pháp. Dù gặp sự cố gì, người ta không cho bị gì chùa, vì vẫn tu được luôn, không bị ai dọa luôn. Nên tất cả hàng Phật tử ở miền ngoài thường bị quý thầy dọa là do cái gì? Ở nhà tu không được, bị quý thầy dọa. Quý thầy nói sao? Không vô chùa mai mốt nhà có hậu sự gì không đến đâu nghe. Trời ơi, tôi mà tu được tôi trả lời là con không đến thôi, nó mệt, đến chi mất công tốn cơm. Trả lời thẳng luôn, tôi nói ông nói câu vậy là tôi biết ông thì sao rồi, ông đến chi cho nó mệt thêm, để tôi tụng kinh niệm Phật cho cha mẹ tôi còn ngon hơn. Ông nói một câu vậy là ông đâu có cái tâm gì đâu mà mời ông đến làm gì cho nó mệt thêm, đúng không? Sao dọa được tôi? Tôi có phương pháp tôi mà dọa cái gì? Thầy Đức cũng chỉ tôi tu hết trơn, hộ niệm ông chỉ tôi hết trơn, là tôi tự làm thôi. Con người thì ai cũng có con người, tự tánh là bình đẳng. Như vậy thì ai làm không được, cạo đầu hay không cạo đầu gì làm cũng bình đẳng hết trơn. Chỉ cần có một cái tâm chân thật mà làm là được hết trơn á. Nên nói cư sĩ có ăn vị Phật được không? Sao không được?
Có những người thì sao, thỉnh tượng Phật về phải khai quan điểm nhãn. Trời ơi trời, Phật Bồ Tát mà khai quan điểm nhãn. Khai quan điểm nhãn thì mới linh, mà không khai quan điểm nhãn thì không linh. Cái lý gì mà nó kỳ cục thế ghê vậy trời. Đã là Phật Bồ Tát mà kẻ phàm phu như mình đi khai quan điểm nhãn. Tượng Phật đứng vậy ngồi vậy tự nhiên lỡ bún nước vô mặt Phật chơi vậy khai quan điểm nhãn. Được rồi đó con, linh rồi đó con. Vậy thì ông linh hơn Phật, đem ông linh bằng thờ thờ ông luôn đi. Vì thờ Phật chi vậy? Phật mà có càng khai quan điểm nhãn cho Phật nữa hả? Ông là ai mà ông khai quan điểm nhãn cho Phật? Ông biết ai mới là người có khả năng khai quan điểm nhãn cho Phật không? Ông biết ai không? Chỉ có Phật cùng Phật và Bồ Tát cùng Bồ Tát thôi. Tại vì câu thông cảnh giới mới khai quan. Đó là phương tiện để mà đem đỉnh pháp chỉ cho người ta. Còn ông là kẻ phàm phu không có một cái pháp tu mà đi khai quan điểm nhãn cho Phật. Dù ông tu 100 năm đi chăng nữa, ông làm việc này vẫn là đọa lạc. Vì sao? Vì ông có khả năng này. Nếu ông là Bồ Tát thì khai quan cho Bồ Tát. Giữa cảnh giới của ông với Bồ Tát là câu thông, nên ông mới dám nói cái cảnh giới của Bồ Tát để mà khai quan điểm nhãn. Còn nếu ông mà khai quan điểm nhãn cho Phật thì ông phải là Phật, thì ông mới khai quan điểm nhãn cho Phật vì câu thông cảnh giới. Còn ông chỉ có khai quan điểm nhãn cho phàm phu thôi. Tại vì họ là phàm phu, ông là phàm phu, nên chúng ta cùng nói cảnh giới của phàm phu để chỉ dẫn nhau đi về cực lạc. Đó gọi là khả năng của người tu, chỉ có khả năng khai quan điểm nhãn cho phàm phu. Nguyên lý rõ ràng không? Trời ơi, nói dễ hiểu muốn chết mà không chịu hiểu. Thôi ngày đi kêu khai quan điểm nhãn, không? Rồi bao nhiêu cái việc làm quý vị thấy toàn bộ không có lợi ích gì cả. Tự nhiên bún nước, bún gì à? Quý vị biết ai bún nước mới có kết quả không? Bồ Tát bún mới có kết quả. Vì trong cái nước đó có khả năng của quay lực gia trì. Con kẻ phàm phu bình thường bún ướt mình thêm, coi chừng bị cảm. Vị nó đùa, trời ơi, có nhiều cái chương trình như Đức thấy lạ ghê. Cúng xong bao bu lại cầm chén đồ hứng nước uống. Bị uống nước đó coi chừng về bị đau bụng. Để lâu quá lạnh uống đau bụng chết. Tầm bậy, làm cái chuyện gì đâu. Phật pháp là xác thật kìa, chứ đâu phải cái chuyện mơ hồ kỳ cục cái chợ. Bây giờ đây bị nghe thấy lợi ích chưa? Học Phật mà nghe như vậy mới tỉnh, chứ đừng có bị người ta hù. Trời, bản thân mình mà không nắm được mình để người ta nắm cái chợ. Học Phật mà để cho ta nắm mình à, kỳ cục ghê á. Những đứa có nắm ai không? Chỉ bị phương pháp những đứa cũng y gan ấy vị à. Có khác cái gì đâu. Chỉ có cái là cái chủng tử nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp tu làm sao ai biết. Ngồi xuống nói ào ào hơn quý vị chỉ vậy thôi. Chứ bây giờ tôi biết, tôi còn không biết tôi ở đâu đến đây. Rồi tương lai tôi đi đâu tôi cũng chưa biết. Biết rằng là muốn gì cực lạc thôi, nhưng mà không biết có gì được không. Thì cũng mê hoặc như quý vị thôi. Hiểu không? Vậy thì bây giờ nhận đức đi câu thúc quý vị để đang nặng gánh hả? Một mình dễ đi hơn. Một mình dễ đi hơn, ai cũng là người cùng đi đi. Chúng ta cùng đi nó khỏe, cùng bơi thì tiến mau. Bây giờ tự nhiên mình đi gánh người ta, mình nói à, để cho thầy con. Con là người táo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp. Con quỳ xuống đi. Trời ơi trời. Có cái bà đó nói trời ơi thầy gờ lên đầu con cái rùng rợn đó chứ. Nó đúng rồi, điện phàm phu truyền cho phàm phu đó cô. Quý vị có khi nào mà thấy mà lúc mới yêu nhau mà nắm tay nó bị tần số của điện yêu nhau mà nó rùng rợn không, có không? Đó. Phàm phu chỉ có cái cảnh giới đó thôi, chứ không có cái gì hết trơn á. Làm gì có cái chuyện tự nhiên. Không có đâu quý vị ơi. Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng chỉ người ta là cái cách tu để giải thoát. Nếu mà làm được như vậy thì Đức Phật đã làm rồi. Ngài dùng vô lượng hóa thân để Ngài đi làm việc cho chúng sanh như vậy rồi. Ngài từ bi gấp 100.000 lần mình mà Ngài đâu có làm như vậy. Đức Phật A Di Đà phát nguyện là chỉ mình nên niệm Phật, thì tín nguyện niệm Phật nương vào bổn nguyện mà giảng sanh. Ngài tiếp dẫn, một phần là mình hướng về, mình muốn về Ngài đến rước. Hai bên nó câu thông từ bổn nguyện mà thành công. Còn bây giờ tự nhiên bây giờ mình là kẻ phàm phu tội nghiệp nặng nề, không chịu lý giải Phật pháp cho người ta nghe, mà quý vị chưởng chưởng lên đầu người ta mấy cái rồi so đầu. Có cái bà kia bà đến mới gặp như thế, bà nói thầy gờ lên đầu con cái đi, con mát lắm, nên tôi cứu. Bây giờ chứ gờ lên đầu
Trời là trời, bà không lo niệm Phật mà gờ lên đầu bà, cái tay như đứt nó thúi ùm á. Bà kêu gờ lên đầu bà, mệt chết đi. Thấy không? Thôi khỏi đi, mệt, không có làm cái chuyện phương tiện này. Phương tiện đi nhiều người khác học theo hả? Khỏi, không tu thôi. Đúng không? Thì thấy không? Nghe về bao nhiêu nghe hả? Thì thấy nó quan hỷ chưa? Nó cởi mở tâm tư hết trơn. Như vậy thì khả năng ai cũng có khả năng làm Phật được. Những vị bị làm được đó, ai ở đây cũng có khả năng làm được hết trơn. Tự nghiệp chướng mình chuyển đi. Không lẽ mình đi ôm cái khổ. Bây giờ quý vị buồn trách người ta là bị khổ, bị chuyển đại nó ra đi. Khi quý vị chuyển rồi người ta còn ngưỡng mộ vị hơn nữa. Thí dụ như giờ chồng mình bỏ mình khóc nó cũng bỏ mình. Mà nó còn nói con nhỏ này đúng là bỏ nó vừa tội nó. Tối ngày khóc hoài. Bỏ xong trời ơi trời, bữa đó đi ngang cái chợ gặp nó đi giống như cái người mà không có hồn vậy đó. Cái gì đâu mà nó tệ thế ghê. Thấy gì ghé ngang nói mấy câu. Em ơi, bỏ thì cũng bỏ rồi, cố gắng đứng thẳng người lên nuôi con đi. Chứ gì đâu mà buồn chi ạ. Tôi bây giờ cũng có người mới rồi chứ buồn chi ở chợ. Nếu mà gặp người đàn ông mà nói đường câu vậy cũng ăn tình đó quý vị. Cũng được chứ không phải không được đâu. Nói cho người ta tỉnh liền phút cho rồi đúng không? Nó nên từ nơi đó người ta bỏ đã bỏ rồi, không có cần nặng nề chi nữa. Còn cuộc sống phải sống à, tiếng phải tiếng à. Còn cái việc dù cho bị bỏ rơi, bị một cái gì đi chăng nữa thì người ta đã bỏ mình rồi, mình phải đứng lên cho đặc biệt, cho sống cho đặc biệt hơn nữa. Như vậy thì quý vị là người nghe Phật pháp đó. Nhớ nghe, trong cuộc đời này không có bao giờ thất vọng bất cứ ai, nghe chưa? Ai cũng là phàm phu đi thất vọng làm gì trời. Thấy không? Tự nhiên bây giờ quý vị nghe Như Đức nói chuyện ầm mai mốt nổ cái đùng lên, ông Như Đức ông ở với 3-4 đứa có bầu. Không lẽ quý vị mắc tính tâm với Như Đức cái vị nghỉ tu. Như Đức cũng là phàm phu, gặp mấy cô đẹp vẫn còn. Vẫn nhìn sao không nhìn. Thì tôi nói như vậy đó. Còn cái phương hướng thì tôi chọn rồi, tôi tiến rồi, nói dòng do. Nhưng con người chúng ta là phàm phu, cái nghiệp quả ai biết được, nó câu thúc tùm lum, hiểu không? Nên chúng ta đạo là phải hướng, mục tiêu là phải hướng cho nó mạnh. Chứ không có gì một lý do gì mà chán nản chứ. Xuất gia cư sĩ gì cũng vậy, không được nản lòng gì bất cứ một cái gì mà chúng ta mà không tu hết quý vị à. Nhớ nghe chưa? Ôi, đừng bao giờ ngưỡng mộ một người nào để mắc tính tâm tàn ơi. Chúng ta ngưỡng mộ là ngưỡng mộ thế giới cực lạc, ngưỡng mộ A Di Đà Phật á. Đó mới là cái giác ngộ thật sự. Chúng ta đều hướng nhau là niệm Phật, chứ đâu phải hướng nhau để dính mắt nhau. Những đức thấy Phật tử mình hướng dẫn đẹp vô cùng, đặc biệt. Vì sao? Đặc biệt ngay con cái là không bao giờ cái kiểu mà gặp mình mà chạy theo ào 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 theo. Cái đó là cái đẹp rồi đó. Còn chạy theo là mê hoặc điên đảo. Nghe là được rồi, tu đi. Cô tôi đi đâu kệ tôi, nên đúng là một mình dễ đi hơn. Vì thấy về chùa không? Ào ào người ta về. Nhưng những đức đi đâu đi một mình. Thật sự mà nói những đức ít bao giờ chịu che dù lắm quý vị. Tại vì mưa cái bắt buộc thì kẹt cái sở ước mình thì thôi che một chút. Chứ những đức thích cái kiểu mà lãng lãng theo mưa lắm. Mưa thì mưa xuyên ngang mưa luôn. Nên bao giờ mình nói mà những đức cầm dù ít bao giờ lắm quý vị. Con người những đức thích phong trần. Tương đối là phong trần là thích hơn. Tại vì mình thật sự mà nói, nếu nói ra thì cuộc đời con người mình nó quá phong trần rồi. Bây giờ mình tiếp nhận được Phật pháp, mình đâu có cái gì quá đặc biệt đâu. Nên cuộc đời con người Nhân Đức từ bây giờ và mãi về sau chưa bao giờ sợ bất cứ một cái thứ gì hết. Tại vì sao? Vì mình không có gì phải sợ cả. Hiểu không? Nên có những người người ta nổi tiếng này kia, người ta sợ bị ám sát, bị này bị kia. Tôi là cái bụng nè, chơi đi con. Bụng bự nè. Khỏi nói dòng do tam quắc đi. Trời ơi, trời, sợ cái gì mà sợ. Trong cuộc đời này mình không hại ai, sợ ai hại mình. Chỉ có sợ là mình chiếm đoạt của cải người ta, mình chiếm đoạt danh tiếng người ta, mình chiếm đoạt bằng một cách mà lừa đảo thì mình mới sợ. Có con người mình xác thực đi từ cái bàn chân, bàn tay mình mà tiến. Mình sợ cái gì? Thì công nhận không? Bây giờ vì về đây những đức tu với vị kịch liệt đó, ai ngon làm thì chống đi. Chứ tôi đâu phải là múa rìu có mắt thợ mà không tu. Mà gọi là nói mũi là lên phòng ngủ đâu có đâu. Tôi còn tu chung mà, quý vị tu sao tôi tu vậy? Mà tôi còn nói chuyện hơn quý vị nữa đúng không? Ngồi nghe còn tôi nói nè, mới ghê nè. Ngồi hưởng thụ. Hiểu không? Nó nên vì tuy quý vị không có lễ vật nhưng mà nó thông cái tâm quý vị còn kinh khủng hơn nữa. Khi thông cái tâm rồi là nghiệp chướng mới tiêu trừ. Mà chư hương linh mà nghe rồi nó cũng thông cái tâm, nó nghiệp chướng nó mới cái tiêu trừ. Vì nói tu nhiều là tiêu trừ nghiệp chướng à? Không có nguyên lý đó đâu. Có những người tu càng nhiều thì tâm trạng càng nặng nề, ép. Nó phải thông cái tâm nó mới tiêu. Giống như một cái ống nước
mà nó nghẹt rồi, quý vị có đổ bao nhiêu nước nó cũng nghẹt à, nó không có chảy qua được đâu, nó tràn tùm lum. Bây giờ trước nhất muốn nước nó xuyên qua đường ống đó thì phải thông ống. Cái tâm chúng ta nè, nó bị nghẹt rồi á, thì quý vị cố gắng nén vào nó không vô được đâu. Nó phải thông cái tâm trước đi rồi nó tiến Phật pháp vào thì tuyệt. Nhưng đối với những đức Phật pháp nó đã rất thông rồi, nên những đức thấy Phật pháp rất dễ tu, dễ vô cùng. Nên cái câu mà chư tổ sư những đức chịu vô cùng, khi niệm Phật vọng tưởng bao nhiêu mặc kệ vọng tưởng, còn ta cứ lo niệm Phật của chính mình. Đúng là cái câu này hay vô cùng luôn. Nhiều người cứ nói rằng con niệm Phật vọng tưởng nhiều quá thầy ơi, khó niệm lắm, vọng tưởng nhiều lắm. Nhiều mà khó niệm là do quý vị chấp vào vọng tưởng mà không niệm được. Còn nếu như quý vị không cần quan tâm nhiều bao nhiêu mặc kệ, thiện niệm cũng được, ác niệm cũng được, cứ mặc kệ, chúng ta cứ lo niệm Phật, thì quý vị biết niệm Phật lâu ngày có định lực niệm Phật. Nên mới nói là dễ tu. Đó, nên những điều những đức chia sẻ cho quý vị nghe đó, nhất định những đức nói rằng nếu quý vị mà chịu làm, quý vị sẽ có kết quả cực kỳ lớn luôn. Nhưng nhớ chánh tín vẫn là câu Phật hiệu này. Phương pháp tu là chánh tín, phải tin, phải bám chặt câu Phật hiệu, nắm cho chắc câu Phật hiệu nghe không, được buông nghe chưa. Gặp sự cố gì cũng không được buông câu Phật hiệu nghe không. Trời ơi, bao nhiêu trăm con người ở đây mà lo được một kẻ lãng tử giang hồ, mà lo được cho bao nhiêu trăm con người, trong khi ngoài đời một mình lo không xong nè. Mà chỉ có niệm Phật thôi mà lo cho bao nhiêu trăm con người. Vậy là do gì công đức niệm Phật mà ra. Cứ nhắc hoài chỗ này là để cho quý vị như thế nào, cái tâm trạng đối câu Phật hiệu phải cho mạnh. Thấy không? Cuộc đời này mà quý vị bỏ câu Phật hiệu này đó nghe, là quý vị đi đến thế gian này vô nghĩa, không có một cái lý do gì đẹp hết chứ, đặc biệt hết chứ. Vô nghĩa hết, không có gì đặc biệt đâu. Tình thương giả đó, đừng có nói đùa, nhưng không phải đá đổ mà mình biết nói giả đó. Ghét giả luôn đó, không có thật đâu. Thương ghét đều là giả hết. Nhưng chúng ta biết tu rồi, chúng ta sống trong cảnh giới như vậy thôi. Chứ mình biết nói giả, bây giờ quý vị nếu nói nó là thật, khi mình bị bệnh đau thì cái tình thương đó nó có chia cho quý vị được chút bệnh của quý vị không? Không, bệnh là ai tự chịu, như là giả rồi. Khi quý vị gần chết, người thân quý vị có thở quý vị phụ một hơi nào? Không, như vậy thì giả rồi. Nếu như là thật như vậy thì khi bệnh thì người ta chia phụ mình chút, còn khi gần chết thở phụ mình chút thì là thật. Còn cái này tất cả những cái việc đó tự mình phải đi. Như vậy thì tình thương thế gian là giả, cái ghét cũng giả, cái lo lắng cũng giả, chỉ là duyên hợp và duyên tan. Chúng ta phải tin sâu nhân quả. Nó phải tin sâu nhân quả nghe quý vị. Nó mỗi một con người chúng ta thọ mạng ngắn ngủi ở cõi đời này, quý vị nghĩ đi, cái thọ mạng này ngắn ngủi vô cùng. Bây giờ quý vị hưởng được cái gì ở cõi này trong khi thọ mạng này quá ngắn? Qua một trận dịch bệnh bao nhiêu con người chết, chúng ta còn sống ngồi đây là may mắn lắm rồi. Quá may mắn rồi. Bây giờ tiếp tục mà nghe pháp mà tu. Bây giờ quý vị coi bao nhiêu con người trong toàn thế giới mà trận dịch nó chết cỡ nào chưa, mà con người ta vẫn không bao giờ giác ngộ và tu hành, không sửa sai gì cả. Còn mình còn có thể nghe đạo mà quay đầu như vậy là quá mừng rồi. Nhưng Đức nói chuyện ai đau chân có thẳng chân sao đâu, đang nói hứng không. Nên từ nơi đó bị biết á, mình thấy mình quá mừng rồi, được quá rồi. Trời ơi, bây giờ mình đang ngồi đây là quá hạnh phúc rồi. Bây giờ giờ này bao nhiêu con người, người ta đang đi biển, đi tắm chỗ này chỗ kia, đi du lịch chỗ này chỗ nọ kìa, te tua nó kẹt xe le lử kìa. Nó đi thì kẹt, về cũng kẹt kìa. Mặt mày đờ đẳng hết trơn kìa, còn hao tiền tốn sức nữa kìa. Nó, rồi nguyên một cái chặng lễ này nó phá thai thì không biết bao nhiêu đứa nói nữa kìa. Phải không? Suy nghĩ kỹ đi. Trời ơi, làm cực thế mồ, nghỉ được mấy ngày, hai ngày lễ, hai ngày nghỉ bù, thì bắt đầu là lo mà tán tỉnh. Thấy không? Dùng mọi chiêu luôn mà. Bỏ bao nhiêu tiền cũng phải chiếm hữu em cho bằng được, đúng không? Thì qua cái chặng lễ này quý vị biết nó sát sanh bao nhiêu con vật thêm nữa chưa? Rồi bao nhiêu đứa con gái sẽ phá thai, bao nhiêu cái thai nhi sẽ bị phá nữa chưa? Nên kiếp nạn sẽ xảy ra là lúc khi lễ lọc xong, ưa bị lắm, hiểu không? Tại vì sao? Vì nó tạo nghiệp cực kỳ mạnh hơn là cái lúc bình thường. Bình thường tạo nghiệp 1, khi lễ lọc tạo nghiệp 10. Vậy mà quý vị bây giờ được ngồi ở đây, thấy hạnh phúc cỡ nào chưa? Chúc mừng quý vị, hạnh phúc quá đó. Trời ơi, quá hạnh phúc. Ăn chay. Còn bây giờ nó ăn cua rẹ, nó ăn đùi gà kìa. Quý vị vô đây mấy ngày nay có ăn đùi gà miếng nào không? Ăn chay. Còn được phóng sanh nữa chứ.
ăn chay mà còn được bóng xanh mà còn nghe pháp nữa đúng không? Cùi quá trời luôn. Thì thấy chưa? Bây giờ quý vị nghĩ đi, cái khổ là không biết cười, cái cười là không có khổ. Nên con người mà cười nhiều thì ít bao giờ khổ lắm. Tập cười đi, cười vẫn đẹp hơn mà, cười đi. Nên tới nên nó cười vẫn là đặc biệt. Ồ cái miệng ta rộng gì mà ta còn cười hoài. Miệng có vì đẹp nhưng mà không chịu cười là thua luôn, thấy không? Nên trong cái cuộc đời này chúng ta có quyền để vui, có quyền để cười. Chúng ta có cái quyền này hết trơn á. Không có ai mà cho bị khổ mà cũng không ai cho bị vui. Chứ cái quyền của vị là người quyết định đó. Muốn vui hay không? Hay là muốn khổ thì tùy quý vị. Họ mà ngắn ngủi lắm nên Đức Phật Ngài dạy nè. Ngài nói ngài khi phát nguyện nghe là thọ mạng của con là vô lượng. À, rồi vô số thanh văn chờ người nước con cũng số lượng vô lượng. Giả sử chúng sanh ở tam thiên thế giới đều thành duyên giác trong trăm ngàn kiếp, cùng chung tính điếm có thể biết được số lượng thọ mạng và số chúng sanh ở cõi nước con không thành Phật. Có nghĩa là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài quỳ trước Đức Phật Thế Dương Tự Tại Dương Như Lai, ngài phát lời nguyện rằng là khi ngài thành Phật thì thọ mạng phải vô lượng. Mà tất cả chúng sanh khi sanh về thế giới của ngài từ là thanh văn này chờ người, là có nghĩa là thanh văn cũng niệm Phật giảng sanh, cõi chờ cũng niệm Phật giảng sanh, cõi người cũng niệm Phật giảng sanh. Khi sanh về thế giới cực lạc đều là tuổi thọ vô lượng. Quý vị phải cần cái tuổi thọ vô lượng thì quý vị mới hưởng được. Nên ở cái cõi này chúng ta không có tuổi thọ vô lượng, vậy thì chúng ta phải chi cầu cái cõi có tuổi thọ vô lượng. Mà nói rằng là cái người mà sanh về thế giới cực lạc từ cõi trời, cõi người và thanh văn viên giác Bồ Tát á, mà sanh về thế giới cực lạc á, thì bây giờ bậc A-la-hán của một cõi Phật đi chăng nữa mà để tính điếm tính cũng không nổi thế giới cực lạc nữa. Mà nhiều đến mức như vậy luôn đó quý vị. Nên cái việc mà chúng ta phải cần tuổi thọ vô lượng. Khi có tuổi thọ vô lượng thì tiện tu, tiện làm việc thiện, thì lúc đó quý vị muốn phát tâm làm cái gì cũng được. Còn ở cái cõi này quý vị mà long nhông, coi chừng quý vị mất thời gian, cuối cùng quý vị mất phần giảng sanh. Tại vì sao? Vì tuổi thọ mình ngắn ngủi, phải đi về cái nơi tuổi thọ vô lượng kìa. Mà tuổi thọ vô lượng chỉ có thế giới cực lạc, mà muốn về cực lạc thì phải niệm A Di Đà Phật, đó là bổn nguyện rồi, không? Nó nên từ nơi đó mà cái nguyện này, nguyện thứ 15 là thọ mạng vô lượng, nguyện thứ 16 là nguyện thanh văn vô số, cái nghĩa là giảng sanh nhiều quá nhiều. Khi con thành Phật vô lượng vô số chư Phật mười phương nếu không khen ngợi danh hiệu công đức cùng những tốt đẹp ở cõi nước con không thành Phật. Quý vị coi rõ ràng vô cùng rồi còn cái gì nữa, quá rõ ràng. Cháy lo gì sao mà nghe mùi dữ ta. Cái chuyện cháy lo luôn, cảm ứng không? Làm sao biết mà mấy cô cười là thấy ngon rồi đó, không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng nghe không, bây giờ mười phương chư Phật đều khen ông là ai mà ông không khen ai với Đạo Phật. Ông tu môn nào tôi không biết mà ông không khen ai với Đạo Phật là ông sai rồi đó. Mà cái nguyện này á, là được Phật chứng minh. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài tu, ngài thành tựu rồi mà ngài phát 48 lời nguyện. Không thành tựu sao phát 48 lời nguyện? Phải hoàn toàn thành tựu. Cảnh giới đó là Phật, Phật tương đồng. Mà vì sao phải quỳ trước Phật mà khi con thành Phật? Cái dùng danh từ khi con thành Phật á, là để cho chúng sanh ai cũng được xưng là khi con thành Phật. Chứ nếu mà nói khi thầy thành Phật, vậy thì giờ cư sĩ làm sao phù hợp nói là khi thầy thành Phật? Thấy không? Ngài từ bi chưa? Ngài dùng cái câu là khi con thì ai cũng là dùng cái chữ con được để hạ mình. Chứ lúc đó là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài thành Phật rồi. Thì thành Phật rồi ngài mới phát 48 lời nguyện. Chứ ngài không thành Phật sao phát 48 lời nguyện? Nhưng mà ngài là đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, dù thành Phật rồi nhưng cái lễ nghĩa đó phải làm. Nên quỳ xuống để mà nêu lên 48 lời nguyện để thầy chứng minh cho, hứa khả rằng con đã thành tựu rồi, có Phật chứng minh rồi thì được rồi, hiểu không? Giống như người ta chuyện y bác rồi đó, là có thầy chứng minh là mày thành công rồi con, đúng không? Nó là như vậy đó. Nên từ nơi đó mà quý vị coi rõ ràng nè, khi ngài thành Phật thì vô lượng vô số chư Phật mười phương nếu không khen ngợi danh hiệu công đức cùng những tốt đẹp ở
nước Cực Lạc, con không thành Phật. Như vậy mà quý vị tu bao nhiêu chục năm, quý vị không tán thán ai Di Đà Phật, vậy bị đi ngược lại bổn nguyện của Di Đà. Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni á, ngài nói một câu trong kinh rằng: giả sử Như Lai ưng xuất thế, di thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Giả sử Đức Thế Tôn đến thế gian này là do bổn nguyện Di Đà mà ngài đến thế gian này. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tán thán ai Di Đà Phật? Quý vị tu cái môn nào mà quý vị nói rằng quý vị không tán thán ai Di Đà Phật? Vậy là sai. Dù quý vị có tu môn nào, quý vị cũng có xuyên qua cái chỗ tán thán ai Di Đà Phật. Vì cái duyên của ta phải hoàn thiện cái môn đó. Nhưng mà con hãy niệm ai Di Đà Phật đi. Đúng rồi đó. Còn cái này không tán thán ai Di Đà Phật mà nghe danh hiệu ai Di Đà Phật là giống như gặp ma vậy, người này không phải tu thật rồi. Hiểu không? Nó nên quý vị coi đây là rõ ràng luôn á. Nên nghe một cái chư hương linh cũng càng nghe luôn. Thế giới Cực Lạc tuổi thọ vô lượng nè, rồi thế giới Cực Lạc tốt đẹp nè, nó rồi bảy báo nè, đường bằng phẳng dạng rồng lót ngoài đường cho đi nè, nó rồi thăng thì quang minh phổ chiếu mười phương nè, rồi mỗi ngày nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp nè, chim cũng thuyết pháp, nước cũng thuyết pháp nè. Một thế giới mà phô diễn pháp âm sao không dễ, một quốc độ cực kỳ tuyệt vời sao không dễ. Nên cái khổ ở cõi này của chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói: các con à, các con hãy khổ một đời ngắn ngủi đi, chịu nghe không, chịu khổ nghe, chồng đánh cũng chịu nghe, chồng thương cũng được, thấy không, người ta lo lắng cũng được mà người ta bỏ rơi cũng được nghe không con, người ta lấy của cải cũng được mà người ta không lấy cũng được, người ta mượn tiền người ta trả cũng được mà người ta mượn người ta không trả cũng được. Tại vì Phật Thích Ca Mâu Ni nói con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi đi, rồi xong con chân thật con niệm Phật. Chứ không phải kêu chịu khổ không mà không niệm Phật, mà kêu chịu khổ nhưng con phải niệm Phật. Một bên là chịu khổ là trả nợ, một bên niệm Phật là để về Cực Lạc. Nên chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi, đừng có trách hơn ai hết nghe chưa. Không có được trách hờn nghe chưa, trách hờn là không có chịu trả nợ, nên không có được trách hờn ai hết. Chư hương linh cũng vậy, vì nghiệp phá thai cũng vậy, chiến sĩ trận vong cũng vậy, không được trách hờn tại sao nó bắn tao, thì bây giờ mình không bắn được nó thì nó bắn mình thôi chứ có gì đâu, đúng không? Rồi hương linh thai nhi cũng vậy, mình đừng có hoàn toàn mình trách cha trách mẹ tại sao bỏ tôi, tại vì mình cũng từng phá người ta, bây giờ người ta phá mình thôi. Bây giờ chúng ta nghe bổ nguyện Di Đà đã phát rồi, thôi bây giờ chúng ta niệm Phật đi để sanh về một cái quốc độ đặc biệt tuyệt vời. Nên tất cả những cái khổ đau trong cái cuộc đời là vui giả, nhưng mà cái tiếng là phải niệm Phật. Còn nếu vui giả mà không niệm Phật thì chịu chết, không biết đi đâu luôn, thua rồi chợ, thấy không? Nên mấy cô mà nghe gì gì, trời ơi, chồng mà đối xử cỡ nào cũng vậy. Bác ai gì đâu Phật bác. Ủa sao bà đi tu gì sao kỳ cục vậy? Thầy kêu vui trả. Bây giờ tôi trả hết, tôi trả hết. Chưa. Cái tâm nó an lạc vậy nè. Nó rồi về mới xuyên niệm Phật hay chưa? Cái này còn hơn niệm Phật một thời nữa thấy chưa? Thấy không? Và cái lời nguyện này mới đặc sắc nè. Cái lời nguyện này là cái lời nguyện mà gọi là vàng bạc châu báu không đổi được nè. Em nguyện thứ 18 nha. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào ở mười phương cõi nghe được tên con? Không. Khi ngài thành Phật mà có chúng sanh nào mười muôn cõi ức Phật mà nghe được tên A Di Đà Phật, chư hương linh nghe được, chiến sĩ trận vong nghe được, cô hồn vất vơ vất vưởng nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, là nghe danh hiệu của ngài là A Di Đà Phật. Chí tâm tin ưa, chí tâm là đã nghe được rồi thì niệm tới cùng, tin ưa là càng niệm càng thích. Ô, càng niệm càng thích nghe, càng niệm càng thích niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, càng niệm càng thích là chí tâm. Chí tâm là một câu vật hiệu niệm tính cùng cả đời, tin ưa là càng niệm càng thích nghe chưa. Chí tâm tin ưa, có các căn lành thì có các căn lành mới niệm A Di Đà Phật, không có các căn lành sao niệm A Di Đà Phật được. Có các căn lành, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh nước con, dù chỉ 10 niệm thì được sanh về đó. Niệm niệm hướng gì, làm cái gì cũng hướng gì, thiện ác gì cũng hướng gì A Di Đà Phật. Chỉ cần cuối cuộc đời niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, chư hương linh cũng vậy luôn,
chỉ cần buông cái tâm hận thù, niệm từ một niệm đến 10 niệm thì Phật A Di Đà rước về cực lạc. Về cực lạc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng rồng, đặc biệt vô cùng. Chỉ trừ những người tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Vì những con người này là không niệm Phật nên họ tạo tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Nếu như con người này lỡ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp rồi mà bây giờ con người này nghe đạo biết quay đầu niệm Phật thì con người này vẫn được cứu, dù tạo nghiệp nặng cỡ nào mà vẫn còn sống. Mà nghe được như vậy rồi mà quay đầu mà niệm Phật thì vẫn được cứu. Đây đúng gọi là phát đại thệ nguyện. Đặc biệt không? Rồi nói sức mồ hôi hột luôn. Nên từ nơi đó nó hừng hực cái tâm. Khi nghe như vậy rồi mà lễ Phật nửa tiếng, cái nữa bị coi là trời ầm ầm lên vậy đó. Mà nó hứng khởi dữ lắm, chứ không có giỡn đâu quý vị. Nó cần phải nghe như vậy đó. Nên quý vị bây giờ về đây mấy buổi liên tục luôn mà nghe kiểu này nghe, về mà không chịu siêng niệm Phật nữa thôi thì chết sướng hơn. Còn buồn khổ nữa thôi thì chết bước cho rồi đi, đừng có hỏi han nữa. Gặp tôi mà hỏi han cái này cái kia là tôi tán vô mặt chết luôn. Nói cũng gần chết luôn mà còn hỏi nữa. Thôi mệt quá đúng không? Còn cái việc mà niệm Phật thì cứ tín nguyện niệm Phật. Còn cái việc mà bây giờ mình không lo tín nguyện niệm Phật, nãy có cái tấm giấy ai ghi để đây nè. Bây giờ nếu như bây giờ mà 12 tiếng này kia đồ mà niệm mà con cái vật vã này nọ đồ thì cái khổ đó làm sao thầy khuyên giùm, thầy nói giùm. Thật sự một điều là chỉ có cần lúc còn sống gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho mạnh đi là thành công mà. Gầy dựng tín nguyện cho cực kỳ mạnh là nó chắc ăn nhất à. Còn cái việc mà lúc mà cuối cuộc đời mà trong vô hộ niệm mà mình không gầy dựng tín nguyện nó cũng thua. Hiểu không? Nó thua. Bây giờ mình phải gầy dựng tín nguyện cho mạnh đi thì cuối cuộc đời mình là được hộ niệm, dứt nhẹ cái mình bay lên liền. Còn nếu như bây giờ mình không gầy dựng tín nguyện, không tu mỗi ngày mà mình trông chờ đi cuối cuộc đời hộ niệm không thì cái này là nó hiu hắt lắm. Không, không yên tâm đâu biết không quý vị. Cứ lo tu đi, tin vào bổn nguyện đi, tin Phật đi, Phật sắp xếp cho. Vì sao niệm Phật là phương pháp hóa giải nghiệp chướng hay nhất? Tại vì câu Phật hiệu dễ niệm và áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi. Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng niệm Phật được. Ấn Tổ thì nói đi đứng nằm ngồi, nói năng hành động, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện đều niệm Phật được hết. Thì có đúng phương pháp niệm Phật mới làm được như vậy thôi. Chứ nếu như tụng kinh trì chú học giáo không thể nào làm được. Nên phương pháp niệm Phật nó áp dụng trong mọi lúc mọi nơi. Mà khi chúng ta nhớ Phật thì tất cả những thứ khác chúng ta nhớ sẽ được hóa giải. Nên gọi là niệm Phật là phương pháp hóa giải nghiệp chướng hay nhất. Nghiệp chướng là cái quay lại, nhớ nha. Nghiệp chướng là cái quay lại chướng mình. Thí dụ như mình giận ai mà để trong tâm nó quay lại là chướng mình. Mình không vừa lòng ai nó quay lại là chướng mình. Hoặc là mình không vừa lòng vừa ý ai là chướng mình. Thì tất cả những cái đó là do mình nhớ mà chướng mình. Còn nếu như mình nhớ Phật thì nó chuyển những cái đó là hóa giải nghiệp chướng. Cái hóa giải nghiệp chướng là cái xác thực nhất ở trong cái cuộc sống mình là nhờ câu Phật hiệu nó chuyển cái thứ đó thì là hóa giải nghiệp chướng. Nên cần niệm Phật siêng năng trong mọi lúc mọi nơi. Thí dụ như trong tâm mình vừa mê mình sân hận thì câu Phật hiệu đến nó hóa giải sân hận là hóa giải nghiệp chướng. Trong tâm mình vừa tham lam một cái gì đó mà câu Phật hiệu mình nó tới nó niệm một cái mà nó nhắc mình là thôi mình đừng có như vậy nữa là hóa giải nghiệp chướng. Trong tâm của mình ngu si, mình nghe cái gì đó tự nhiên cái đầu mình bị cuốn hút. Hoặc là mình đang niệm Phật mà mình nghe ai nói gì mình dao động tâm, cái mình nhớ lại thôi mình cứ niệm câu Phật hiệu đi là hóa giải nghiệp chướng, không còn ngu si. Có nghĩa là tất cả những cái thứ trong cái cuộc đời này mà đang chướng mình thì câu Phật hiệu này mình đến mình niệm liền, đó là hóa giải nghiệp chướng. Nên niệm Phật là phương pháp hóa giải nghiệp chướng hay nhất. Chứ quý vị khó thể nào dùng cái phương pháp tụng kinh hay trì chú hay học giáo lắm, khó lắm. Còn cái phương pháp chia sẻ Phật pháp là để cởi mở tâm tư. Nên thí dụ như một chương trình phóng sanh cần phải có một buổi chia sẻ Phật pháp, nói về phóng sanh.
một cái chương trình đi làm từ thiện, cần có một đoạn chia sẻ Phật pháp nói về từ thiện. Rồi một cái chương trình mà cầu siêu cần phải có một công đoạn nói về cái việc cầu siêu, cần phải nói ra, nói ra cho con người sống được thông mà con người chết cũng được thông. Cần cái chia sẻ Phật pháp là như vậy, nó cần cực kỳ lớn luôn. Thí dụ như cái người niệm Phật mà người ta quyết chí người ta niệm là do người ta thông được cái tâm người ta, và người ta biết được cái việc niệm Phật là lợi ích thì người ta mới niệm. Chứ nếu như quý vị nói niệm Phật đi cần gì nói hoài làm cái gì, thì quý vị coi bao nhiêu đậu tràng thì người ta mở ra niệm Phật, cần gì giảng pháp. Nhưng mà không có người giảng pháp là không có người về. Quý vị để ý đi, những cái đậu tràng mà gọi là phát triển về niệm Phật không có mấy người đâu. Tại vì sao? Không có người giảng pháp. Nó không có người giảng pháp thì không có người về. Mà người ta có gì người ta niệm, người ta cũng ngao ngán, người ta bỏ cuộc, người ta nghỉ niệm. Mà phải cần có cái người nói về cái lợi ích đó thì người ta mới niệm. Thí dụ như hồi trưa đi, mình tu xong rồi quý vị coi trời mưa ào 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 ào, những đức thấy có những người mà ta cầm hộp cơm mà ta đứng ngoài mấy hiên người ta ăn, ước mình mẻ chứ người ta vẫn là thấy vui. Tại vì sao? Vì cái cảm giác người ta được nghe pháp và được niệm Phật, người ta đã hiểu rồi. Người ta hiểu trong cái khó đó mà mình vẫn kiên nhẫn được thì trong cái khó nó quý. Nên Phật pháp mới dạy là lấy khổ làm thầy là gì đó. Trong cái khó khăn, ví dụ như hai ngày mình đi đến đây đi, có khi mình nói ví dụ như ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, ví dụ đi, nhưng mà mình vẫn kiên nhẫn. Nhà mình thì mình ngủ có thể có mền chiếu gối đủ đầy đủ, nhưng mà đi đến đây buổi tối mình nằm ngủ tràn lan đại hải. Hồi tối hồi cấp mà 10 giờ mấy nhà Đức xuống, nhà Đức thấy nằm bà nào bà nấy quắn cục cục cục, nằm ngủ trong đây ha. Rồi có một hai cô mà giờ đó mà còn cầm điện thoại lướt 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 nữa. Nhà Đức đi ngang, Đức nói lướt đi. Lướt bao nhiêu năm mà chưa giải quyết được vấn đề, vô đây còn lướt nữa phải không? Ngước mặt lên mới nhìn những đứa chùm mền lại. Không? Nên từ nơi đó thì thấy có nghĩa là người ta phải cảm giác được là người ta ở cái niệm Phật, người ta vui, người ta thích, người ta phải hiểu người ta mới thích chứ. Thí dụ như có những việc mình làm mình hiểu rồi mình sẽ phát tâm mạnh vô cùng, nhưng có những việc mình không hiểu mình đâu có chịu phát tâm đâu. Nếu mà bắt buộc làm mà miễn cưỡng nó đâu có được đâu quý vị. Nên nhiều ngôi chùa cũng muốn phát triển niệm Phật mà tại sao người ta không về niệm? Là tại vì không có người giảng cho người ta nghe. Thí dụ như vị chú trì đó cũng muốn phát triển đạo tràng niệm Phật mà vị chú trì này không niệm Phật. Vị chú trì này không niệm Phật thì sao mà giảng niệm Phật? Họ không niệm Phật sao giảng? Dù biết rằng họ coi sách tổ sư, họ biết niệm Phật là đặc biệt mà họ không niệm. Không niệm thì làm sao giảng niệm Phật? Quý vị bây giờ không niệm Phật quý vị nói nổi không? Không có nói nổi đâu. Chắc chắn quý vị nói không có nổi. Có nói nó cũng không thu nhiếp được người ta nữa. Tại vì không dụng công đó làm sao nói? Thấy không? Giống như cái nghề nào mà mình làm là tự nhiên mình thao thao bất tuyệt vậy đó. Còn cái nghề nào mà mình không làm mình nói không được. Dù mình có nhìn, mình để ý, mình coi, mình nói cũng không hay nữa. Phải xác thực để làm thì nói mới được. Nên nó cần cái cỡ mở khi mà chia sẻ Phật pháp đó là như vậy đó. Thì con người người ta sẽ cực kỳ phát tâm rất là mạnh. Chứ quý vị biết vì sao mà ở trong một cái đạo tràng mà tu mà suốt mấy ngày, nhà Đức thấy cái lượng người mà ở lại suốt mấy ngày nay nè là cái lượng người mặt quen nhiều. Gương mặt quen người ta ở lại đây là suốt từ cái bữa trước, bữa thứ bảy tới bây giờ luôn. Còn cái lượng người mà đông, cực kỳ đông là có thể một buổi trưa này kia đồ người ta đã về nhiều lắm ấy. Nó nghĩa là người ta về rất là nhiều, hiểu không? Nhưng mà cái lượng người mà ở lại suốt mấy ngày nay, những đức nhìn quý vị, nó vẫn tươi tỉnh, vẫn khỏe vô cùng. Vì sao biết không? Vì cái nơi nào niệm Phật là cái nơi đó Phật quang phổ chiếu. Nên quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói rằng là quang minh Đức Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Bây giờ nhiều người niệm Phật như vậy là quang minh Phật A Di Đà nó đang soi gọi mà mình cảm nhận được. Khi vị niệm Phật mà thấy vui, thấy an lạc, thấy thích. Có những người bị niệm tự nhiên bị tha thiết luôn. Càng niệm thì càng tha thiết. Thì cái sự mà cảm với quang minh của Phật nó hơi đậm đà. Còn có những người mà quý vị thấy họ cũng niệm, họ niệm lơ lơ là do tâm niệm của họ nó chưa mạnh á, thì họ niệm lơ 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 lơ, có khi họ cũng niệm đó nhưng mà họ gì là
Giống như cái cảm giác của họ chưa phải là phát tâm mạnh quá, thấy không? Nên nó cần khi niệm Phật mình phải có một cái tâm phát ra thì nó mới cảm ứng được. Nó niệm mà mình có một cái sự tha thiết như vậy thì nó mới có một cái sức cảm ứng cực kỳ cao. Nên Quang Minh Phật A Di Đà thì soi gọi bao trùm tặng hư không khắp pháp giới. Nhưng mà để cái người mà cảm được quang minh là cái người đó phải niệm Phật, mà niệm Phật mà tâm lực niệm sâu cạn nữa, đúng không? Giống như một người làm việc thì cũng như mình làm việc, nhưng mà cái người này không phát tâm làm việc mạnh thì họ làm lề mề làm chơi cho qua ngày đoạn tháng. Còn cái người mà phát tâm thật sự thì họ làm tới cùng luôn, họ làm nhiệt tình luôn. Thí dụ như bây giờ trong chùa mình đi, phần nhiều họ cái họ làm là họ làm cực lực nhiệt tình luôn. Họ làm việc như vậy xong tới giờ ăn cơm hồi trưa mưa, nào là quý chú, quý cô, quý thầy gì xách dù, xách đồ chạy, ước mình ước mẩy, họ làm tới bờ qua lá, họ làm nhiệt tình luôn, họ biết. Tại vì họ biết cái việc là phục vụ chúng sanh là thù thắng. Họ nhiệt tình họ làm. Và họ thấy vị về nhiệt tình tu, họ nhiệt tình phục vụ quý vị luôn á. Đó là do nghe mà hiểu để mà phát tâm. Nên khi mình mà phát tâm niệm Phật lễ Phật á, là mình cảm với quang minh sâu cạn là do tâm lực của mình phát ra. Do cái tâm lực mình phát ra mà có được đó quý vị. Nên chúng ta phải càng nghe như vậy để nó thúc đẩy cái tinh thần tu của mình nó cực kỳ cao. Còn khi mà nó thúc đẩy tinh thần mà tu hành cực kỳ cao rồi, tự nhiên quý vị thấy quý vị nó hừng hực cái tâm lên vậy đó. Hừng hực cái tâm lên vậy đó. Nên nó cần được bổ túc và nó cần được rèn luyện, và mình phải thương niệm Phật. Nó có nhiều yếu tố để mà nó giúp cho mình tu hành mà thấy thích lắm. Cũng như những đức bây giờ ngồi xuống tự nhiên chia sẻ Phật Pháp, nó thao là vì sao bên kia những đức cứ niệm Phật hoài vậy đó. Cứ thương niệm Phật hoài, giống như trong phòng những đức bắt niệm Phật rất là lớn. Giống như là những đức được xông ớt câu Phật hiệu luôn. Cái phòng nhỏ xíu những đức đóng cửa, những đức bắt niệm Phật ầm ầm vậy đó. Bên ngay cái lỗ tai để cái lo niệm Phật ngay cái lỗ tai, khi những đức ngủ mà nhưng để ngay lỗ tai tập thành thói quen luôn á, để ngay cái lỗ tai cái điệu niệm Phật luôn. Để làm chi? Để cho nó thành quen luôn vậy. Tại vì mình những đức biết khi mình ngủ, nhưng mà lại gia thức của mình nó vẫn nghe được câu Phật hiệu, tập thành cái thói quen đó luôn. Tập thành thói quen là khi mình ngủ mình vẫn nghe được câu Phật hiệu luôn, lâu ngày là nó quen liền rồi quý vị. Tại vì sao? Vì cái lòng tin mình đối với câu Phật hiệu nó cực kỳ cao. Cái lòng tin mình nói câu Phật hiệu cực kỳ cao. Mà khi lòng tin nói câu Phật hiệu này cực kỳ cao, mà mình tin Phật, giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà đến học giáo với Thầy Lý Bình Nam vừa gặp nói một câu: ông phải tin Phật. Chỉ thẳng một câu: ông phải tin Phật. Thầy Lý nói rằng: tôi nói cho ông biết, không phải nói cái chuyện tin Phật là đơn giản đâu. Có những người xuất gia mấy chục năm mà còn chưa tin Phật kìa. Tất cả những việc làm của họ không tin Phật. Không tin Phật vì sao? Cạo đầu xuất gia. Họ không tin Phật nên khi họ cạo đầu xuất gia, họ vẫn không làm thật những lời Phật dạy là chưa tin Phật. Nên những đức nói với tất cả anh em xuất gia ở trong chùa mình, những đức nói hoặc là đi tu trong chùa mình là quý vị là đúng là may mắn. May mắn đi tu mà được phục vụ chúng sanh, rồi mình được làm những việc lợi ích, rồi người ta lo cho mình cơm ăn áo phận, khỏi xè tay nhận tiền của ai, nó mới sung sướng. Sung sướng mình ngoài đời mình đi làm mình đã xè tay lấy tiền rồi, bây giờ mình đi tu cũng tiếp tục nữa sao? Cái thời của Đức Phật còn tại thế, người ta cầm bình bát đi khất thực không phải vì miếng ăn, mà người ta vì người ta muốn đem giáo pháp của Phật Đà mà đi truyền trao cho nhân loại. Mỗi lần người ta được nhận cúng dường là người ta sẽ thuyết pháp một bài cho người ta nghe. Là cái việc đi cúng dường, đi nhận cúng dường của đệ tử Phật ngày xưa đi khắc thực là vì đem Phật Pháp giới thiệu mà nhận cúng dường. Còn bây giờ là chúng ta thật sự phần nhiều là vì miếng ăn, vì vật chất mà chúng ta nhận cúng dường. Việc này và việc của Đức Phật ngày xưa hoàn toàn khác nhau hết, không có giống đâu quý vị à, 100% luôn. Nên những đức đi tu không hiểu gì nhiều, nhưng những đức vẫn biết được cái việc, cái nghĩa lý của một con người ở trong ngôi Tam Bảo mà được lo lắng và được có một cái phương pháp tu và được phục vụ chúng sanh. Đó là một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với những con người được đi vào ngôi Tam Bảo để phục vụ chúng sanh và tu. Nó nên Đức Phật Ngài nói rằng: của báo ta trao mà các con không biết sử dụng. Đức Phật nói rõ ràng trong Kinh Pháp Hoa: của báo ta trao mà không biết sử dụng. Người biết sử dụng của báo của ta là bậc trí tuệ, hàng đệ tử của ta,
Còn nếu như người không biết sử dụng của báo của ta thì người này sẽ làm kẻ cùng tử lang thang. À, cuối cùng người xuất gia tu đạo làm cùng tử lang thang quá trời luôn. Đó, quý vị coi những đức chỉ nắm một câu Phật hiệu thôi khỏi làm kẻ cùng tử lang thang đúng không? Bây giờ tất cả hàng Phật tử nghe những đức nói chuyện, quý vị có bao giờ thấy những đức đi đến nhà quý vị không? Từ xưa giờ quý vị biết những đức luôn, chưa từng bước đến nhà quý vị. Chưa từng một lần nào và cũng chưa từng đi làm bất cứ một cái việc gì gọi là ăn vị Phật nhà ai chứ. Việc này quý vị làm được mà. Việc này quý vị làm được, quý vị tự làm đi. Nhưng mà thường lạ thay, quý thầy ăn vị Phật cho gia đình là phải gia đình giàu thì mới ăn vị Phật. Chưa từng thấy gia đình nào nhà lá mà quý thầy bước đến ăn vị Phật. Vậy thì Phật Pháp không lẽ chỉ trọng nhà giàu, vì sao không đến cái nhà gách nát ăn vị Phật cho người ta? Theo những đức thấy thì nếu đủ duyên cái nhà gách nát thì mình nên ăn vị Phật giùm cho người ta nó hay hơn. Còn nhà giàu thì họ cứ làm đi. Nên từ nơi đó như vậy thì nó mới có hương vị của Phật Pháp. Hả? Phật Pháp mà nó sướng nhất là quý vị biết vì sao? Nó phải có một cái thật chắc mạnh mẽ thì nó mới cảm giác cái sự an lạc của Phật Pháp. Còn nếu như Phật Pháp mà rề rề thì quý vị tu cũng bằng không. Không có cảm giác gì đâu, nó thiệt luôn. Nên câu Phật hiệu này quý vị đã nghe rồi. Ví dụ như hai ngày về đây tu, có thể một thờ buổi chiều này xong rồi thì một số người sẽ về, nhiều lắm rồi đó. Thì một số người cũng ở lại tu, thì buổi chiều vì cái dụng công tu bình thường. Nhưng tức chiều Chủ nhật là sắp xếp nhiều việc của đạo tràng dữ lắm. Thì quý vị biết rằng là hai ngày như Đức đã tu cùng với quý vị 5 buổi rồi. Ô, không phải 5 buổi, 6 buổi tu chung hết luôn đó. Nên từ nơi đó thì gì là nó quá đặc biệt rồi quý vị à. Nó, mình đến tu gì nó xứng đáng vô cùng luôn. Những đức nói tất cả những cái gì những đức chia sẻ cho quý vị nghe là nó cởi mở hết trơn rồi đó. Còn quý vị mà không làm được là do tại quý vị. Những đức nói rõ hết trơn luôn, không còn một cái gì mà giữ gìn luôn á, nói hết rồi đó. Mà gầy dựng tín nguyện là gầy dựng mỗi ngày luôn. Đừng bao giờ hướng đến cái mê tín mà học Phật, uổng cuộc đời tu dữ lắm, uổng lắm quý vị. Những đức cũng nói mạnh dạn một câu là tuy là những đức đi tu, những đức chia sẻ cho quý vị nghe, nhưng những đức vẫn còn sai chứ phải không còn sai đâu. Mình là phàm phu gì làm sao không còn sai? Vì cái nhân tố của cái bên ngoài sai và cái nội tâm chúng ta còn sai, hai bên kết hợp. Nên tất cả những người nghe đạo chúng ta đừng bao giờ thất vọng với bản thân ta vẫn còn sai. Vì sao? Vì cuộc đời ở cõi này là chúng ta không thể nào đoạn hết được, ai cũng còn sai. Quý vị nên thông cảm cho những người sai, nhưng mà có những việc chúng ta có thể không cần phải làm sai, làm được thì nên làm, chứ đừng bao giờ hoàn toàn đùa đẩy ta là phàm phu còn sai, mà việc nào mình cũng sai, mà cũng không có phương pháp tu gì thì hết cứu quý vị rồi. Hiểu không? Chúng ta có một phần nào sai, nhưng mà chúng ta rất là nhiều phần đúng. Và chúng ta gầy dựng tín nguyện cực kỳ mạnh, còn cái việc mà không có tín nguyện thì rất là ít. Như vậy thì quý vị còn con đường cứu. Nếu như bây giờ đùa đại sai hết, vậy thì hoàn toàn chúng ta cũng như người không tu, vậy thì thất bại rồi. Ai cũng còn sai, nên thông cảm những cái sai mà người ta có thể phạm phải mà không cần thiết quá, để từ từ điều chỉnh sao, vậy thì được. Nên từ nơi đó, còn những việc mà mình làm được thì nên chân thật mà làm. Vậy thì quý vị học Phật vẫn có cái hương vị cực kỳ đặc biệt. Những đức thấy rằng quý vị về đây tu mà quý vị được an lạc, được vui gì là tuyệt vời quá rồi. Bây giờ nghe đạo chân thật luôn á. Bây giờ ít có người nào dám nói chân thật cho quý vị nghe. Đụng tới một cái sợ người ta kiện cáo làm sao, người ta giết quý vị làm sao. Còn những đức đâu có gì đâu bị giết. Giết những đức cũng như là giết cục đá vậy. Lấy cây mà đâm vô cục đá thì có khi cây bị mẻ cho được cái gì. Những đức không có gì chứ. Chùa cũng không có, tiếng tâm cũng không có, thứ gì cũng không có, nhưng có mấy bà già với mấy người mù không thì lại đây lụm đi. Ai mà dám. Chương trình người mù ào 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 bao nhiêu ngàn người mù không. Còn chương trình trong chùa thì già si cầu que không. Thì vô đây, vô đây lụm mấy bà già đó đó. Nói không? Còn tiền bạc có thì lo cho mấy cụ, còn dư đưa hòa thượng xây dựng hết trơn rồi. Vậy thôi, hiểu không? Thì thấy xác thực chưa? Nên giờ cũng cố gắng thời gian để chúng ta có cái nhà ăn rồi quý vị ngồi ăn cơm đồ thoải mái. Rồi trên nhà ăn là một cái lầu rất là bự, quý vị cũng có chỗ nghỉ ngơi khi mà có lễ lọc. Và tiếp tục ngày mai là xây móc cái móng hai cái nhà kế bên đó. Ngày mai là tiếp tục làm đó. Thì trong một năm nay hòa thượng nói cố gắng ông hỗ trợ tôi nghe. Trong một năm nay phải làm cho xong hết 5-6 dãy nhà này luôn. Làm cực lực luôn. Thôi kệ đi, làm tới bờ tới bến thì ai biết.
Nên mình cứ nhiệt tình thôi, đúng không quý vị? Cái gì cũng thoải mái nhất là được rồi. Cái quan trọng của người học Phật chúng ta là vui. Làm sao đừng có cái gì trở ngại nặng nề, đó là quá giải nghiệp chướng á. Quý vị về đây quý vị chỉ cần lo niệm Phật là tốt rồi. Quý vị chỉ cần vui là những đức mừng giùm quý vị rồi. Hiểu không? Còn ai cúng dường hay không cúng dường cái chuyện của người ta kệ người ta. Còn bản thân mình miễn sao quý vị vui là được rồi. Cuộc đời con người thật sự mà nói chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi à. Chúng ta đến với nhau nên chân thật. Nhân duyên đời kiếp nào gặp nhau vẫn là còn hơn là đến với nhau xạo sự để đời kiếp kiếp gặp nhau xạo không, mất công mệt lắm quý vị. Nên có khi người không hiểu những đức á, chặt thẳng một hai câu có khi người ta có thể bị ấn tượng buồn luôn á, chết luôn á. Nhưng mà cứ thời gian dài từ từ sẽ tự biết. Không lẽ quý vị thích nói xạo? Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày nói rằng chúng sanh thích gạt, thích phiên. Gạt họ thì họ phái vô cùng, mà khuyên họ thật thì họ ghét mình. Thôi tôi cũng muốn thật chứ không muốn xạo, ai ghét tôi chịu, đúng không? Nó thật phút cho rồi đi. Nên vậy, như vậy mà từ từ người ta cũng hiểu à. Từ từ người ta cũng hiểu thôi. Vậy từ từ nó đến với nhau chơi vẫn là thích. Nên chúng ta giàu nghèo gì đến với nhau đặc biệt nhất là gì quý vị? Thật lòng đến với nhau nhiệt tình. Quý vị đi về chùa, quý vị có bao giờ quý vị thấy cái chùa mình mà nó quyên góp cái gì không? Không. Quý vị thấy có buổi giảng nào những đức nói đề cập cái chuyện xây dựng quý vị nên phụ những đức không? Không. Nhưng mà những buổi giảng kia những đức nói phương tiện gì cái chuyện làm đó lợi ích. Những đức chỉ nói cái lợi ích đó đó quý vị tự mà hiểu. Cái mình thích làm thì mình làm cái chuyện của mình. Còn nếu như kêu gọi một người nào đó là người ta không cúng sao? Không cúng người ta bỏ chùa luôn sao trời, người ta mới ngại. Nên cái chùa mình ở đây không bao giờ có cái việc mà người ta đi đến chùa mà dẫn dắt người ta chỉ công trình xây dựng này kia. Lỡ người ta không cúng được sao trời. Cuộc đời con người làm ăn thì có lúc được lúc không chứ. Mình cứ nêu chung chung lên tự nhiên người ta thấy cái lợi ích đó. Tại sao những đức thường nêu rằng sanh công mang đến chết công mang đi. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của bạn thì tự bạn hiểu thôi. Tạo cái mà cầm theo được thì tạo, còn tạo cái mà không cầm theo được thì cả đời cố công mà tạo thì mình gắng chịu. Nên từ nơi đó người ta nhìn nhận cái việc lợi ích thì tự người ta làm. Tự người ta làm thôi à. Hiểu không? Đó, cái đó là cái phương tiện cho Phật Pháp rất rõ ràng. Quý vị biết rằng Phật Pháp này mà nhiều người tu học mà hư là do ngay cái gì không quý vị? Quý vị biết cái gì mà bị hư không? Phương tiện mà hư đó. Cái câu phương tiện mà hư nhiều người đó. Tại vì sao? Cái khả năng của người mà phương tiện, cái người này không có tầm thường. Cái người mà có khả năng mà phương tiện trong nhà Phật là con người này không có tầm thường chút nào hết trơn á. Họ có thể quyển chuyển họ trong mỗi lúc mỗi nơi được hết trơn luôn. Họ không bị buộc ràng từ danh lợi luôn thì mới có khả năng phương tiện. Còn cái người chưa đủ bản lãnh đó mà phương tiện là hoàn toàn phương tiện sẽ hoàn toàn hư hết. Chúng ta hoàn toàn sai hết trơn. Tại vì mình đâu có bản lãnh dùng phương tiện được đâu. Phương tiện của nhà Phật quý vị không có dễ dùng đâu. Nên những đức nói quý vị nghe. Thí dụ như bây giờ quý vị có con cháu người thân đi tu nè. Bây giờ nhắc với quý vị nghe nè. Có khi họ vô chùa tu sau này, họ về nhà họ còn hư hơn là khi họ chưa đi tu nữa, tin không? Có không? Có đó. Nếu như quý vị có người thân mà đi tu mà gặp trường hợp này, quý vị đừng nên mất tính tâm. Tại vì sao? Ngày xưa họ ngoài đời họ hư, nhưng cái góc độ hư của họ chưa đến nỗi sâu. Nhưng khi họ vô chùa họ nghe được kinh giáo mà họ hư, thì cái khả năng hư của họ là hư thêm cái gì nữa gì biết không? Họ thêm một cái khả năng là tính toán sâu sắc. Họ có khả năng cháo dở đạt đến trình độ cao vô cùng. Tại vì sao? Khi họ vào Phật Pháp mà họ không có tâm giải thoát thì cái khả năng hư của họ là sâu dữ lắm. Họ có thể gạt quý vị mà lấy tiền quý vị mà quý vị vẫn là không biết luôn. Cái khả năng của người tu mà nếu gạt quý vị thì khả năng cực kỳ cao, đáng sợ vô cùng. Và cái khả năng nói chuyện của họ có thể moi tim ốc quý vị luôn, lấy hết của cải đi luôn, xong rồi đá viện cái vèo luôn. Quý vị sẽ bị chán nản và muốn tự tử kết liễu cuộc đời luôn. Vì quý vị toàn tâm toàn ý nghĩ về họ, nhưng họ dứt quý vị một phát gớt luôn. Tại vì sao? Vì khi họ học kinh giáo mà họ không có tâm giải thoát thì họ dùng kinh giáo để gạt người. Mà họ dùng kinh giáo để gạt người thì họ dùng cái đa dạng phương tiện. Và cái khả năng nói của họ rất là khéo léo, còn ghê gớm hơn cái người xã hội gạt người nữa. Người xã hội gạt người nó trắng trợn lắm. Còn người tu đạo mà gạt người thì nó rất khéo léo, rất là mềm mỏng, rất nhẹ nhàng. Đó mới là cái khả năng đạt về mặt trái của Phật Pháp. Mà khi mà tu mà không hướng nó mặt phải mạnh thì mặt trái nó ngược lại là trở thành kẻ ác cực kỳ cao. Nhớ nghe. Nên á,
Quý vị khi tu học, quý vị nghe những Đức nói những điều này, quý vị đừng bao giờ thất vọng đối với người tu nha quý vị. Đó, nó nên cái điều những Đức chia sẻ đó, ai mà không được nghe, nó sợ nghe mà không nhận thức thôi. Tại vì chính tôi ở trong chùa tôi biết quá trời luôn mà. Tôi giao du bao nhiêu con người gặp tôi mà, tôi đều hỏi hết, họ đều nói cho tôi nghe. Tuy tôi ở nơi nhưng mà nhiều người tìm tôi lắm, nhờ vậy mà tôi học được khắp nơi nơi. Giống như người xưa nói một câu, ở trong nhà tranh mà biết thiên hạ, đúng không? Ở ở nơi mà biết khắp nơi nơi, cứ trụ một nơi sẽ biết nhiều nơi. Nên từ nơi đó quý vị nghe Phật pháp phải nhớ là hướng đến chánh tín. Mà cái chánh tín nhất, cái quan trọng nhất là trong cuộc đời này quý vị phải tu tịnh độ, quý vị phải niệm Phật, phải gầy dựng ngay cái môn này đi là được rồi đó. Khỏi cần đi tìm ở đâu nhiều chi, những Đức cũng không kêu quý vị phải đặt vấn đề đi về chùa mình gì đâu. Nhưng mà những Đức khuyên quý vị là nên nắm cái môn này mà tu. Dù sao này nó có sự chuyển biến gì đi chăng nữa, đối với chùa chiền mình ba bốn đạo tràng rất là lớn như vậy, nó phát triển kinh như vậy đó, nhưng quý vị chờ xem. Chờ xem. Những Đức nói thật cho quý vị nghe, nếu mà qua cuộc đời những Đức rồi, từ khi Phật bổ xứ người nào đến đó, chứ khó thể nào quý vị tìm ra một người tiếp nối để mà hướng dẫn quý vị tu đâu. Khó lắm. Chính những Đức cũng muốn đào tạo một con người, hai con người, ba con người, năm con người, những Đức muốn lắm. Nhưng mà không có dễ như cái nghĩ của quý vị mà muốn mà có đâu. Không có dễ đâu quý vị à. Nó không có dễ tìm ra đâu, trời ơi. Có thể người ta thấy những Đức làm được lợi ích như vậy đó, mà cái người bên cạnh mà để làm quyết tâm mà làm giống hịch như vậy thì khó lắm. Nên cái góc độ con người ta khó, ai mà nhìn ra được cái lợi ích này, rồi mình chỉ cần đi theo con đường này là thành công liền. Như những Đức đã thấy thầy Giác Nhàn thành công con đường này, đi theo Iran như vậy luôn thành công. Thấy không? Những Đức cũng không cần rằng là mình là đưa lên một phương pháp gì của mình đó. Mà những Đức nói rằng những Đức đã từng học thầy mà bây giờ làm ra. Phương pháp này của thầy chứ không phải của những Đức. Miễn chúng sanh được lợi ích thôi, còn cái danh cái lợi này thôi không cần. Nếu chỉ cần duy trì như vậy mà nhìn thành công như vậy, cứ đi theo con đường Iran như vậy thành công. Nhưng cái ngã của con người ai cũng lớn vô cùng, ai cũng muốn là sản phẩm của ta kìa. Nên cũng vì như vậy mà Phật pháp bị suy. Nếu ai mà nhìn được cái phương hướng đó mà thành công mà đi theo Iran, không cần cái danh cái lợi, thì Phật pháp thịnh. Nhưng mà ít ai nhìn ra như vậy, người ta đều quyển chuyển hết hoàn toàn. Và không ai nói ai được, ở trong chùa không ai nói ai được cả. Chỉ còn có một mình như vậy, còn như vậy thì cái gì cũng giải quyết và nói thì được. Nhưng mà khi không có mình thì tuyệt đối không ai nói ai được cả. Không ai nói ai được. Vậy thì mình biết rằng dù là đạo tràng nó thịnh, nhưng mà nhìn qua như vậy thì không phải thịnh. Nó chỉ thịnh về hình thức, chứ nó không phải thật chất. Cái thịnh của một gia đình và một đoàn thể là cái gì? Hòa. Gia hòa vạn sự hưng, mà nó không hòa, nó không đồng lòng, bằng mặt mà không bằng lòng thì nó sẽ không phải thịnh. Nó là đang mầm mống của cái ung thư nằm bên trong. Nên nhìn nhận như vậy sâu sắc để quý vị thấy, tuy đạo tràng nói như vậy nhưng mà nó không phải là thịnh như mình nghĩ đâu quý vị à. Nó bên trong nó vẫn là nhiều thứ lộn xộn lắm. Như ở đây là nhờ những Đức ở đây suốt này nó mới được đặc biệt nè. Ở đây là cái nơi quý vị có thể còn đặc biệt, nhưng ở bên kia là quý thầy sẽ từ từ hư hết trơn. Những Đức nói quý thầy đi tu, chỉ cần quý thầy cầm một cái điện thoại lên mạng mỗi đêm, rồi quý vị đi giao tiếp bạn bè, quý vị cầm cái điện thoại đó mà kết bạn, thì nói không có tu hành gì được. Đây là cái kinh nghiệm tôi bao nhiêu năm nay không xài điện thoại, không liên lạc với ai điện thoại. Từ nơi đó tôi mới cảm giác được cái việc là không cầm điện thoại cực kỳ quan trọng để giữ tâm thanh tịnh để mà tu hành được. Còn cái cầm điện thoại cảm ứng mà giao tiếp bạn bè, rồi gì Zalo, Zalo gì đó Zalo gì đó, ôi ôi, nó cái đó là cái chết đó quý vị biết không à. Quý vị biết rằng chỉ cần ông thầy này, thí dụ như giờ nhắn tin con ngủ chưa, bên kia nhắn tin lại dạ con đang niệm Phật. Trời ơi mệt quá, mình là người xuất gia mà hỏi cái việc lu bu lộn xộn tào lao, tự nhiên người ta ngủ chưa hay không ngủ kệ người ta. Tự nhiên con ngủ chưa, cái mối hả, tào lao bác sĩ. Ai mà đi làm chuyện kỳ cục như vậy trời. Người tu đâu phải là như người ngoài đời, tự nhiên mình đi hỏi han người ta chuyện đó làm chi. Mình hỏi ta ngủ chưa, lỡ chồng người ta bắt được điện thoại, thằng nào hỏi mày ngủ chưa. Nói trời ơi ông tào lao quá, thầy đó, thầy Đức đó, chứ thằng nào đâu.
Xong cái đầu thì người chồng cũng tin tưởng là thầy đã hạ. Nhưng mà ông ngồi suy nghĩ, ủa sao kỳ chợ, sao thầy Đức sao giờ này ông nhắn tin cho vợ mình ngủ chưa, thì cô cũng chờ, đúng không? Nó bậy không? Lâu lâu chưa? Quý vị có bao giờ nhà Đức nhắn tin cho cô nào trong đây mà chị ngủ chưa? Có ai không? Không có ai hết trơn á. Chờ người ta ngồi với công chúng người ta nói là rất mạnh dạn. Quý vị từ xưa giờ biết nhà Đức có bao giờ quý vị thấy nhà Đức hỏi tiền quý vị lần nào không? Từ khi nhà Đức đi tu tới bây giờ luôn, hơn 13 năm nay, chưa từng hỏi một người nào luôn. Người ta cúng dường là do cái việc của Tam Bảo mà người ta cúng dường, chứ chưa bao giờ nhà Đức hỏi một người nào vì cái gì cúng dường Tam Bảo hết trơn đó quý vị. Hơn 13 năm đi tu rồi đó, làm được việc này đó. Đây là nói mạnh dạn trước ngôi Tam Bảo luôn đó. Và quý vị tin rằng riêng những Đức ở đây, quý vị tin rằng cái này là nói rất nhiều lần, quý vị đừng bao giờ bị chạm tự ái gì cả. Quý vị cúng dường cho Tam Bảo thì Tam Bảo chứng minh. Nhưng những Đức nói đây rất là mạnh dạn cho quý vị nghe, là những Đức không có quan hệ thân với bất cứ một cô nào, một thầy nào, một chú nào ở ngoài đời mà nói rằng là cần cái gì những Đức gọi cả. Chưa bao giờ có. Thôi chúc quý vị an lạc nhé. Ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta cộng tu 2 ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 rất là viên mãn. Giờ này chúng ta phóng sanh và cúng tế thực. Chúng ta về đây tu miêm mặt suốt 2 ngày. Quý vị những ngày lễ không đi đâu chơi mà về chùa ăn chay niệm Phật nghe Pháp và được phóng sanh cúng tế thực, lợi ích cho mình rất là lớn và lợi ích cho tất cả thân bằng quyến thuộc chúng ta rất là lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này và tu tập ở chùa và tất cả Phật tử khắp nơi ở xa nước ngoài rồi này kia mà tu trực tiếp cùng với đạo tràng suốt 2 ngày nay. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an cho gia quyến của tất cả quý Phật tử khắp nơi nơi và ở đây rồi chúng ta đều được thân tâm an lạc, đều phát bồ đề tâm tín nguyện niệm Phật, cả đời niệm Phật và quyết chí đời này về cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ, hà sa hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và tất cả những người mà chết trong trận dịch bệnh này kia khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức tu hành, nguyện hồi hướng cho họ, nguyện cho họ nghe được pháp môn tịnh độ, buông xuống tất cả những cái tâm hận thù đòi nợ, quyết chí niệm Phật nương một bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhật tiết từ cầm, nguyện dị tử công đức vô cập ư nhật tiết, ngà đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngũ tình chúng ngà kim tí như cung, biến thập phương nhất thiết ngộ thành cầu, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kiện thi nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cầu, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an một lục lẫn ta bà ha, an một lục lẫn ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắm tam bà và việt nhất ra hồn, an ngã ngã nắm tam bà và việt nhất ra hồn,
tam bà ba biệt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chậm vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Về chùa từng chủ nhật nào quý vị cũng được dự cái lễ phóng sanh. Những ngày lễ thì chúng ta được phóng sanh ngày mấy lần, nên cái công đức phóng sanh nó trưởng dưỡng lòng từ và dạy cho tất cả các cháu nhỏ về chùa. Các con không có tập giết những con ruồi, con muỗi, con kiến. Tuy nó là một con vật nhỏ nhưng nó cũng muốn sống như mình, mà mình muốn sống mà mình giết nó thì không đúng. Nên Phật nói đoạn mạng chúng sanh thì mình sẽ bị tổn thọ và bệnh hoạn nhiều. Nên một con người sanh đến cái cuộc đời này mà bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi, bệnh nhiều, chết yểu, mà thân hình ốm yếu, lùng lé hô súng như những đức, là do sát sanh mà ra. Nên từ nơi đó mà có con tránh cái nghiệp sát sanh thì nó cao ráo, nó đẹp ha. Nên từ nơi đó chắc nhiều đời nhiều kiếp những đức cũng ăn thịt chúng sanh nhiều nên cái miệng nó bự. Nên từ nơi đó mà tất cả các cháu nhỏ không có sát sanh. Ví dụ như con muỗi nó lợn nó cắn mình thì mình không cho nó miếng máu thì đuổi đi, giết nó làm chi, thấy không? Còn đi mà gặp kiến thì tránh, đừng có đạp. Còn nhỏ tập vậy thôi, rồi từ từ phát tâm từ bi thôi, mình ăn chay trường luôn đi. Ăn chay là tốt nhất, nó hóa giải cái nghiệp sát sanh lớn dữ lắm. Nên từ nơi đó mà về đây chúng ta được dự cái lễ phóng sanh, quý vị thấy. Mỗi lần mà phóng sanh xong mình thoải mái vậy lắm. Giống như mình ở tù mà ai thả mình thì mình mừng. Còn bây giờ mấy con chim, con cá mà nó bị bắt như ở tù mà mình thả nó thì nó mừng, nó bay. Nên từ nơi đó mà vừa bỏ tiền ra mua các chúng sanh này rất là tài thí. Thì đã là tài thí thì có phước báo thì giàu sáng. Còn như mình đem cái pháp thí hay, mình chỉ cho người ta thì thông minh trí tuệ. Còn mình thả những chúng sanh này bay đi, người ta vui, người ta bay, người ta thoải mái, người ta bay,
Thì tu hạnh vô ý thí thì mình được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Phật dạy mình là gieo nhân gặt quả, nên cái công đức phóng sanh lớn dữ lắm, nên phát tâm phóng sanh, ăn chay và chúng ta không có giết chúng sanh. Hôm nay chúng ta phóng sanh là chúng ta còn đọc tam quy y, quy y cho những tất cả những chú chim đực, chim cái đang ở đây đều được quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Khi quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi được thả ở đây và nghe được pháp môn tịnh độ, thì những chim đực, chim cái ở lại chùa mỗi ngày được nghe danh hiệu A Di Đà Phật để mà mình mình sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta xuống ra đường để dùng cơm.